tiếp tục cuộc hành trình đi du lịch qua các quốc gia ở châu Âu. Hôm nay chúng tôi đến thăm thành phố Rotterdam của đất nước Hà Lan. Bây giờ là mùa đông của châu Âu. Các bạn cũng có thể nhìn thấy là những cái cây cối ở khu vực này đều là rụng lá. Và sáng hôm nay thì chúng tôi đi thăm một cái tháp, một cái đài quan sát ở thành phố Rotterdam. Đó là cái tháp Euromast, một cái công trình mà đã được xây dựng từ năm 1958 và là một cái công trình xây dựng cao nhất ở thành phố Rotterdam. Ở trên đài quan sát Euromast này chúng ta có thể nhìn toàn cảnh của thành phố cảng Rotterdam. Hiện giờ thì chúng tôi đang ở cái độ cao 96 mét. Ở độ cao 96 mét này thì ở Euromast có một cái nhà hàng nhỏ. Du khách có thể đến đây để mà uống cà phê hoặc là có thể dùng bữa trưa ở đây. Đây là một sân trượt băng. Ở trên đỉnh Euromast chúng tôi nhìn thấy thành phố Rotterdam rất là hiện đại. Thành phố Rotterdam thì nó có một sông gọi là con sông Nieuwe Maas chảy suốt chiều ngang của thành phố Rotterdam. Các bạn cũng biết là Rotterdam là một cái thành phố cảng lớn nhất châu Âu. Trước kia nó từng là một cái bến cảng lớn nhất thế giới đó. Nhưng mà bây giờ thì nó không bằng hai cái cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc và một cái cảng ở Singapore. Nhưng mà bây giờ nó là cái bến cảng lớn nhất châu Âu. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái thành phố Rotterdam nó tự tựa như thành phố Sài Gòn của mình. Có nghĩa là có những con sông chảy xuyên suốt thành phố. Đây là một cái hải cảng sầm uất nhất châu Âu. Hàng hóa lưu thông ở cảng này tấp nập đứng đầu thế giới. Ngay cả nước Đức cũng thường nhập hàng hóa từ cái bến cảng Rotterdam này. Từ ở cái độ cao 96 mét thì chúng tôi lại được đi một cái thang máy để lên trên đỉnh của cái tháp Euromast. Đây là một cái thang máy mà nó lại xoay. Khi mà du khách ngồi vào trong cái thang máy này thì nó sẽ đưa chúng ta từ từ đi lên trên cái độ cao 186 mét và cái tháp này nó xoay vòng để cho du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố Rotterdam từ ở độ cao 186 mét. Ở Hà Lan thì có những cái thành phố lớn như là thành phố Amsterdam, thành phố Rotterdam. Đó là những thành phố lớn của Hà Lan. Mà Rotterdam thì lại nổi tiếng là một cái thành phố cảng biển. chúng ta thấy một con sông Nieuwe Maas chảy ngang qua cái thành phố Rotterdam, giống như con sông Sài Gòn chảy ngang qua thành phố Hồ Chí Minh. Rotterdam quả là một thành phố hiện đại. Đất đai ở Rotterdam nó riêng và ở Hà Lan nói chung thì rất là hiếm hoi, nhưng mà chúng ta thấy là ở Rotterdam người ta cũng dành những cái phần đất cho những cái công viên, những cái mảng xanh. Chúng ta thấy cũng có nhiều chỗ cũng còn có những cái vườn cây để cho người dân thư giãn, tập thể dục. Bây giờ thang máy lại đưa chúng tôi xuống lại tầng ở độ cao 96 m ở cái nhà hàng này. Đây là tàu tuần tiễu của cảnh sát Hà Lan. Tàu container chở đầy hàng hóa đang lưu thông ở trên dòng sông Nieuwe Maas. Ở trên cao chúng tôi cũng nhìn thấy rõ ở dưới có một cái sân trượt băng. Đây là một cái công trình cũng rất nổi tiếng ở thành phố Rotterdam, đó chính là cầu Erasmus, một cái cầu dây văng nổi tiếng ở thành phố Hà Lan, là một cái niềm tự hào của người dân ở thành phố Rotterdam. Đất nước Hà Lan là một đất nước nổi tiếng về dịch vụ cảng, và một lĩnh vực nữa đó là nông nghiệp. Mặc dù đất đai ở Hà Lan rất là ít, rất là quý, bởi vì đất nước Hà Lan là một cái đất nước có cái độ cao thấp hơn, nhiều vùng thấp hơn mặt biển, nhưng mà qua nhiều thập kỷ, nhiều thế kỷ, người ta đã cải tạo đất đai và Hà Lan đã trở thành một cái quốc gia xuất khẩu nông nghiệp nổi tiếng ở châu Âu. Đến Hà Lan chúng ta có thể nhìn thấy những cái nhà kính sáng đèn cả ngày cả đêm trong mùa đông. Ở đó người ta trồng đủ loại cây, hoa quả, và những cái sản phẩm này được xuất đi khắp châu Âu. Vâng, mời các bạn của chúng tôi ngắm nhìn thành phố Rotterdam từ ở trên cao để mà có một cái niềm mơ ước về một tương lai của Sài Gòn cũng sẽ sầm uất như thành phố cảng Rotterdam nổi tiếng này. Mời các bạn tiếp tục theo dõi hành trình du lịch qua các nước ở châu Âu của chúng tôi ở các video tiếp theo. Các bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ hoặc là bấm nút like. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.